Ba Sơn, từ đầu tôi đã đoán trước được chiêu này rồi, cho nên tôi đã cất công chờ đợi ông tới. Ngao, Ngao đại nhân, ông đâu cần tìm cách làm khó chứ. Ông nhất định không chịu buông tha cho con gái của tôi sao? Bởi vì ông không biết cao thấp, rượu mà không uống đòi uống rượu phạt. Nếu không thể làm xui gia thì làm quan gia đi. Lý Ba Sơn, niệm tình giao kết năm xưa của đôi bên, ông nóng lòng cứu con, chuyện chẳng được cướp ngôi bỗng qua không truy cứu nữa. Nếu trên đường áp giải lại xảy ra chuyện thì đừng trách tôi không khách sáo. Đi. Ba chủ, đây đi. Đi bao. Cô có ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy thôi. Tôi cho cô thêm một cơ hội. Ông không cô cần nhiều lời. Có chết tôi cũng không lấy đứa con điên khùng của ông đâu. Cô hai. Được, không thành vấn đề. Chỉ sợ sau khi ngươi tới đảo người điên, muốn sống không được, muốn chết cũng không yên. Đến lúc đó ngươi đến năn nỉ ta, chưa chắc ta có thể giúp được ngươi. Nếu một ngày nào đó Lý Tiểu Hoàng này có thể chạy thoát, ta nhất định phanh thây xé thịt ngươi. Có thể có một chuyện ngươi không biết. Trên đảo người điên đó, ngoài vì có rất nhiều kẻ điên, còn có rất nhiều người bị bệnh phong hủi. Cứ cách 3 tháng mới có thuyền đến đảo người điên một lần. Cho dù ngươi có bản lĩnh chạy thoát, rất có thể trong 3 tháng này ngươi đã bị nhiễm bệnh phong, muốn tìm chỗ trốn cũng không kịp nữa. Làm sao có thời gian vàng rỗi đi tìm ta để trả thù được chứ hả? Ngao Nhĩ Đa, ngươi sẽ chết không toàn thây, chắc chắn sẽ bị quả báo. Con của ta đã bị rồi, ta quen hết rồi, có quả báo gì ta cũng không sợ hả? Ngao Nhĩ Đa, đừng làm bậy. Tiểu Hoàng, cha vô dụng, cha không thể cứu được con. Cha đừng nói vậy, tại Ngao Nhĩ Đa kỵ thế hiếp đáp thôi, hắn nhất định sẽ bị quả báo. Dạy ảnh lên thuyền. Đi, đi. Tiểu Hoàng, đừng đi. Cha. Còn muốn chống cự sao? Dạy lên thuyền. Ngao Nhĩ Đa, cô hai. Cha. Tiểu Hoàng. Cha. Tiểu Hoàng. Cha. Cô hai. Cha. Nè, đứng lại. Đứng lại. Tránh ra. Nè, đứng lại. Tất cả đứng lại. Không được cử động. Muốn chạy đi đâu chứ? Nói gì đi. Các người muốn làm gì đây? Chuyện là vậy. Phương Mộ, chỉ muốn xin Ngao đại nhân nể mặt tôi một lần. Tạm quản áp giải Lý Tiểu Hoàng đến đảo người điên có được không? Tuy ông chủ Phương có chút quan hệ với cung thân Dương, nhưng ông nên biết quốc có quốc pháp. Lý Tiểu Hoàng nhiều lần ra tay đánh người, bổn quan niệm tình cổ về chuyện tình cảm, xúc động quá độ làm cho thần trí không bình thường, cho nên mới không xử lý nghiêm hình. Vì vậy mới giải cổ đến đảo người điên. Bây giờ ông chủ Phương ra mặt ngăn cản, thật sự có ý muốn công khai chống đối triều đình. Ngao đại nhân, ông đã quá lời rồi. Phương Mộ chỉ muốn kháng án cho Lý Tiểu Hoàng bà thôi. Ông dựa vào đâu? Chúng tôi có đầy đủ nhân chứng vật chứng chứng minh Lý Tiểu Hoàng không hề đánh đập ai. Ngao đại nhân xưa nay luôn công chính nghiêm minh, nếu lần này Ngao đại nhân cương quyết không chịu thì Phương Mổ đành phải bẩm tấu với cung thân Dương để đích thân cung thân Dương đến xử lý. Được, bổn qua cho ông thêm một cơ hội nữa. Thank you. Tuy có đến 10 người bị hại, nhưng mà không có người nào nhìn thấy khuôn mặt của kẻ gây án. Và hôm xét xử, tất cả những người bị hại đều không thể khẳng định chỉ ra Lý Tiểu Hoàng là hung thủ. Nếu như chúng ta chỉ dựa vào chuyện Lý Tiểu Hoàng vì xúc động quá độ làm cho thần trí không bình thường tìm cách trả thù kẻ phụ tình, cho rằng Lý Tiểu Hoàng chính là hung thủ, các vị hương thân phụ lão, các vị có cảm thấy như vậy là hơi qua loa một chút không? Đúng rồi đó, nói đúng lắm. Hả? Nói đúng lắm. Đó mà gọi là nhân chứng vật chứng sao? Ông chủ Phương. Ngao đại nhân, ông không cần phải nôn nóng. Bây giờ chúng ta mời nhân chứng ra đối chất trước đã. Chú Tiểu, ra đây đi. Chú không cần phải sợ, qua đây. Nè, chú nói lớn tiếng cho tất cả mọi người ở đây biết chú đã gặp Lý Tiểu Hoàng ở đâu và gặp khi nào. Vào ngày 28 tháng trước cho đến 15 tháng này, Lý Thí Chủ có đến bổn tự tìm trụ trì Minh Kính Phương Trượng nói chuyện Phật Pháp. Hàng ngày khoảng từ hoàng hôn cho đến canh đầu mới thôi.
Vậy chú có biết tại sao Lý Tiểu Hoàng làm như vậy không? Cổ nói cổ có rất nhiều khúc mắc không thể giải quyết được, muốn nhờ Minh Kính đại sư giúp đỡ cổ. Sao người dám khẳng định người đó là Lý Tiểu Hoàng? Minh Kính đại sư có đề cập đến. Với lại lần nào cũng do tôi đưa Lý Thí Chủ vào gặp Minh Kính đại sư mà. Đồng thời cũng do tôi rót trà hầu hạ hai người đó. Nè, các vị hương thân phụ lão, các vị đã nghe rồi, đó chính là chứng cứ. Đại nhân, có thể thả người rồi chứ? Phải đó đại nhân à, thả người đi. Đúng rồi, thả người đi. Ai còn lá nữa thì đuổi ra ngoài. Chỉ một chú tiểu như hắn, bất cứ một chùa chiền nào cũng có thể tìm được mười mấy hai mươi tên, làm sao có thể tin được chứ? Nè, ông vẫn không tin sao? Rõ ràng là chỉ quan hai bộ khẩu, ông nói hết luôn rồi. Miêu Thúy Hoa, cô đừng nghĩ cô là bà năm của Phương Đức thì không biết tôn ti, ăn nói ngông cuồng. Nếu cô còn hỗn láo thì đừng trách bổn quan không khách sáo với cô. Đó là sự thật mà. Ngao đại nhân, ông đừng tức giận quá. Có thể cho phép Phương Mộ nói vài lời với ông được không? Được, tôi cũng muốn coi ông làm sao chứng minh Lý Tiểu Hoàng vô tội. Cảm ơn. Vì đại ca đi, tôi muốn hỏi huynh, huynh cho rằng chùa Vân Lai là một ngôi chùa như thế nào? Là ngôi chùa lớn, hương quả rất nghi ngút. Phải đó, Bồ Tát cũng linh lắm, ai nấy đều biết hết. Năm hết Tết đến, tất cả chúng tôi đều đến đó lại Bồ Tát. Phải đó, linh lắm đó. Đúng lắm. Đại Thúc à, tôi cũng muốn hỏi Thúc. Thúc cho rằng Minh Kính đại sư có được gọi là cao tăng đắc đạo hay không? Đương nhiên là rất xứng đáng. Từ khi ông đến chùa Vân Lai làm trụ trì đến giờ á, cứ đến mùng 1/15 thì tặng y thí dược. Bây giờ mọi người ở đây đều tôn sùng ông ta như thần tiên sống vậy. Vậy tôi muốn hỏi mọi người, mọi người nghĩ Minh Kính đại sư có nói dối hay không? Có nói dối hay không? Không có. Ngao đại nhân, ông nghĩ sao về Minh Kính đại sư? Xưa nay Minh Kính đại sư đức cao vọng trọng, không bao giờ nói dối. Ông chủ Phương hỏi như vậy là ý gì đây? Nếu như Ngao đại nhân nói như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Quyển này là sổ cúng dường của chùa Vân Lai. Trong đó ghi rõ danh sách các phương khách đã đến cúng dường chùa Vân Lai trong năm nay. Trong đó có một vị chính là Lý Tiểu Hoàng. Mời hai vị đại nhân xem lại. Trong sổ cúng dường này có ghi rõ Lý Tiểu Hoàng từ ngày 28 tháng trước đến 15 tháng này đều có ghé qua chùa Vân Lai. Vừa rồi chú Tiểu này đây cũng có nói rất rõ, Lý Tiểu Hoàng đã đến từ hoàng hôn đến canh đầu mới về. Và mấy ngày này cũng là ngày xảy ra vụ án đánh người. Mọi người thử nghĩ xem, một người làm sao có thể phân thân cùng một lúc có mặt ở hai chỗ khác nhau được. Vậy cũng phải làm sao phân thân được chứ. Huống hồ với danh tiếng của chùa Vân Lai và phẩm đức của Minh Kính đại sư, tôi hoàn toàn tin tưởng quyển sổ cúng dường này không phải giả tạo. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, tại hạ có thể khẳng định nói một câu: Lý Tiểu Hoàng là vô tội, hung thủ là một người khác. Cuối xin hai vị đại nhân hãy minh xét. Đại nhân à, con của tôi thật sự trong sạch mà. Chiêu Lý đích thực Lý Tiểu Hoàng vô tội. Nếu đại nhân cũng nói là trong sạch, vậy sao không mau thả người đi? Phải đó, mau thả người đi. Thả người đi. Con Hoa không sao rồi, Tôi đã nói cô không sao mà. Dạ, chúng ta đi. Được, đi. Con à, lát nữa về nhà cha phải đốt chút giấy tiền vàng bạc mới được. Con nhất định phải bước qua chậu lửa mới có thể vô nhà. Với lại lấy nước lá bưởi tắm gọi sạch sẽ, tẩy hết mọi xui xẻo đi hả con ha. Ban chủ à, lát nữa hãy để con đi mua nha. Nè, hay lắm, cuối cùng cũng không sao rồi phải không? Có một câu tục ngữ nói rất đúng, thanh giả tự thanh. Ông chủ Phương, con của tôi bình an cũng nhờ ông chủ Phương giúp đỡ thôi. Không cần khách sáo. Thật ra chỉ cần Tiểu Hoàng chịu nói cho tôi biết cổ có đến chùa Vân Lai thì mọi chuyện dễ dàng giải quyết hơn. Nhưng mà dù sao đi nữa, bây giờ coi như đã kết thúc mọi chuyện rồi. Miêu Thúy Hoa, thế ra nông nỗi này cũng là do cô hại tôi. Cô đừng có nghĩ tôi sẽ cảm ơn cô. Nói tôi nhớ chồng quá điên, coi tôi như bà điên, giam tôi trong viện người điên, do cô gây ra thôi. Con à, thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi.
chúng ta đi thôi. Cô đừng nghĩ cô làm gì tôi sẽ cảm ơn và biết ơn cô mới thứ qua. Tôi không nghĩ là bắt cô cảm ơn tôi. Tôi chỉ muốn cô đừng giận tôi thôi. Không lẽ như vậy cũng không được. Miêu Thúy Hoa, cô đừng tưởng cô làm sai chuyện gì cô có thể bù đắp được. Cô đã làm thì đã làm rồi, sai thì đã sai rồi. Bỏ đi bỏ đi, Tiểu Hoàng à, chúng ta mặc kệ họ. Miêu Thúy Hoa, tôi sẽ hận cô suốt đời. Đi mà. Nè, nhìn mặt của ông kìa, tươi cười chút đi. Tôi đã suy nghĩ chu đáo lắm rồi. Tuy chúng ta đã khơi lại chuyện tình xa xưa của bà cố với Minh Kính đại sư, nhưng mà nói tóm lại, coi như chúng ta đã hoàn thành tâm nguyện của họ rồi, đúng không? Chắc là bà cố không trách chúng ta đâu. Không trách đâu mà. Nè, không có sao đâu. Con người của cô đúng là không có gì hữu dụng. Ưu điểm duy nhất chính là nói dễ nghe một chút thì gọi là lạc quan. Lạc quan? Khó nghe một chút có biết gọi là gì không? Là gì? Không biết sống chết. Không biết ông nói gì nữa. Không biết tôi nói cái gì. Ý, sao lạ quá vậy? Ban ngày ban mặt mà sao đóng cửa chứ? Hả? Ê trời, chiến tranh sao? Sao tất cả đàn ông trong nhà đều đứng hết ở ngoài này vậy? Câu 2, mở năm. Câu 2. Nè, tôi có chút linh cảm không may đó. Bây giờ cô mới cảm nhận được sao? Câu 2, tiểu nhân phụng mệnh của bà cố hành sự thôi. Tôi biết. Có phải bà cố muốn gặp tôi không? Dạ. Không liên quan đến tôi. Tôi về phòng ngủ. Mợ Năm, mợ cũng có phần. Mợ Ba, mợ Tư. Cô Thi. Trời ơi, bà cố, cậu Hai và mợ Năm đã đến. Đừng có vô. Đừng đi. Đi. Dạ. Đừng đi. Sao đây? Đừng đi mà. Trời ơi, sao đây? Nè, mọi người, đừng đi. Cái gì? Nè, chết rồi. Bà cố. Bà cố. Bạch quản gia, đóng cửa. Dạ. Nè, anh đứng đâu? Nè. Quỳ xuống. Hey. 16 tuổi cố đã làm dâu nhà họ Phương, 18 thì sinh ra ông nội con, 28 tuổi thì ở quá. Bắt đầu từ lúc đó, chẳng những cố phải kiêm cả chức cha mà còn phải lo luôn công việc của gia đình. Trước sau đã chịu đựng đúng 10 năm mới mong được ông nội con cưới vợ sinh con. Không lâu sau thì cha con chào đời. Cố tưởng đâu có thể đã được hưởng phước. Ai ngờ nội và cha con đều đoán mạng như vậy. Từ đó gia đình này đều do một mình cố gánh vác. Nhưng mà mới đó cũng đã mấy mươi năm rồi. Mấy năm nay cố tưởng đâu có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thật không ngờ. Không phải, bà cố à, cô. Đức. Dạ. Điều thứ 9 trong gia quy dạy con làm người thế nào? Mọi chuyện dùng lễ đại nhân, tôn trọng trưởng bối. Được. Vậy tại sao con biết nói mà không biết làm? Họ Phương có địa vị và danh tiếng như ngày hôm nay, con có biết bà đã bỏ ra bao nhiêu công sức vào đây không? Cố đã kinh doanh đúng 2 đời mới có ngày hôm nay. Bây giờ chỉ vì vài câu nói của con đã bị hủy hoại hết. Còn nữa, chuyện bà không thích nhắc nhất, trái lại con lại nhắc ra hết. Có phải cố tình muốn đối đầu với cố không? Không phải đâu, bà cố à, cô. Con im đi, con là chủ của một nhà. Tại sao đã biết sai còn vẫn làm chứ? Nó điên, con cũng điên theo nó hả? Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, khác nào họ Phương chúng ta sẽ bị suy sụp hết chứ. Cố tưởng đâu cưới thêm vợ cho con, sinh con đẻ cái sẽ tu tâm dưỡng tính, cô mới yên tâm giao lại gia đình cho con. Nhưng mà con... Bà cố à, cẩn thận sức khỏe đó. Phải đó, đừng tức giận quá mà. Không tức giận sao được chứ. Cô đã 80 mấy tuổi rồi, còn sống được bao nhiêu năm nữa.
Sau này ta xuống dưới làm sao mà ăn nói với ông cố, ông cố của con đây. Bà cố, uống trà đi. Cố không có phần phước đó. Bà cố, con đã biết lỗi rồi. Xin bà cố dùng gia pháp nghiêm trị. Được, con tự nói đi, phạt làm sao đây? Con đồng ý đến Tư Quá phòng ăn năn. Bà cố, tha lỗi cho con nhiều chuyện. Tư Quá phòng, mau thu xếp đồ cho cậu hai đi. Dạ. Còn con nữa. Dạ, bà cố muốn phạt con thế nào thì cứ phạt đi. Ê, lần này cậu chết chắc rồi, dám chọc giận bà cố chắc chắn khó giữ được địa vị. Trời, hả? Chết rồi. Sao sắc mặt của cô kỹ vậy? Hả, vậy hả? Đừng khó coi lắm hả? Không phải đâu, tại tôi lo cho anh rể quá mà. Nè nè nè, thật ra Tư Quá phòng là ở chỗ nào vậy? Trời, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà nghe nói hả, vô trong đó sẽ chịu dài dài á. Người trong nhà này hãy nhắc tới Tư Quá phòng thì khiếp sợ lắm. Chết rồi. Vậy anh Đức tính làm sao đây? Sao hả? Đến rồi, bà cô. Hả? Đến rồi. Nè, Tư Quá phòng vốn là do tổ tiên của họ Phương lập. Tổ tiên cho rằng con người nhất định phải rèn luyện cơ thể, tu luyện ý chí. Tất cả con trai của họ Phương đều có kinh nghiệm này. Năm xưa, ông cố của con ở đây 7 ngày, ông nội con đã ở đây 5 ngày. Cha con thì Bạch quản gia, cha của nó dạ, 3 ngày, thưa bà cố. 3 ngày. Trước giờ cố nghĩ con ngoan lắm, ai ngờ càng ngày càng hư. Bà cố, vậy con ở bao nhiêu ngày? Có phải tức là 10 ngày? 10 ngày. Bạch quản gia, đưa cậu hai qua bến đi. Dạ bà cố. Đi đi. Bà cố. Đi đi. Cậu hai, cẩn thận đó. Cậu hai, vô đi. Cậu hai, cậu ngồi đi. Cậu hai à, ở đây có hai bộ đồ để dành cho cậu thay. Bên này có chút lương thực và nước đủ cho cậu dùng trong 10 ngày. Cậu hai, cậu ráng bảo trọng ha. Làm gì mặt mày khổ sở vậy? 10 ngày thôi mà, dục một cái là qua ngay. Có câu nam tử hán chịu cực chịu khổ hả? Đi về đi. Cậu hai, tôi đi về ha. Đi về đi. Mười ngày làm sao mà sống đi. Phá cầu. Bà cố, đi về đi. Con sẽ ở lại đây cố gắng thức tỉnh. Chúng ta đi. Dạ bà, dạ, bà cố. Cô hai à, xong chưa vậy? Xong. Trời tối còn chưa xong nữa. Hả? Đúng là gừng càng già càng cay. Phạt viết chữ lớn vậy mà cũng nghĩ ra được nữa. Tuyệt, tuyệt lắm. Chú à, đấm giùm con vài cái đi. Được, được, được. Mỏi quá. Phương Đức thì sướng rồi. Giường cao nệm ấm, nằm trên giường ăn năn, không cần phải làm gì hết. Thiền dị muốn chết. Ê, dù sao người ta cũng là con cháu của nhà họ Phương mà. Tiếc là vú một chữ bẻ đôi cũng không biết, chứ nếu không đã có thể giúp cô rồi. Ai nói không giúp được chứ. Hả? Ha ha, cô hai, vậy mà cô cũng nghĩ ra được, đúng là thông minh nha. Viết như vậy thì trước khi trời tối đã có thể viết xong, đúng không? Phải, phải. Bà Tư à, lát nữa ăn gì vậy? Ăn món thanh đạm một chút. Lại là thứ đó. Thúy Hoa,
Xin chào. Chế Phật Gia Quy hả? Cô đừng sợ, tôi không nói cho bà cô biết đâu. Tôi cũng biết chế Phật Gia Quy là khổ sở lắm. Phải đó, chúng tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết. Không nói, biết cô cực lắm rồi. Cảm ơn nha. Nhưng mà tôi nghĩ dù cực cách mấy cũng không sánh bằng mùi vị đang được sủng ái nhất, đột nhiên bị người ta tung chân đá vào lãnh cung. Chị Tú, đừng dầu đổ bìm leo nữa. Nè, chị đừng tìm cách ly gián nha, chúng tôi chỉ có ý tốt thôi. Phải đó, giúp cô thôi. Thì đó, hai người tốt bụng như vậy, có thể mau chóng nhìn thấy Phật tổ rồi đó. Chết hả? Trời ơi, sợ quá. Tự nhiên chép đi nha. Bạn phép. Chúng đi thông thả, có chuyện dám té nha. Miệng lưỡi của họ là vậy đó, nhưng mà bụng dạ tốt lắm. Tôi biết. Ngọc Mai. Tôi đi nha. Đi thông thả nha. Tới liền. Cô Hai à, chúng ta tiếp tục đi. Được. Sao không vậy? Được chứ hả? Con mỏi quá. Để tôi đấm bóp cho cô nha. Đương nhiên rồi. Viết từ hôm qua tới bây giờ mà. Không cần đi. Hả? Dứa con đói quá. Dứa phải kiếm gì đó cho con ăn. Được, để tôi đi. Không cần đâu Dứa. Con đói đến rã ruột rồi, không có đợi được nữa đâu. Vô bếp coi thử đi. Hả? Ơi! Mợ Năm, thì ra là mợ hả? Cậu làm gì sợ dữ vậy? Giết người cướp của hả? Đâu có. Đang nghĩ chuyện gì mà nhập tâm dữ vậy? Ê, chết cậu rồi nha, Sơ Nhất. Nghĩ về phụ nữ có phải không? Không phải đâu Mợ Năm. Em chỉ nghĩ tới cậu Hai thôi. Đói bụng lắm rồi, có gì ăn không? Còn một chén cơm và nửa dĩa cải xào. Đưa đây, đói lắm rồi đó. Dạ. Nè, tự nhiên sao lại chạy vô bếp lặt rau vậy? Sao không tới tư quá phòng để hầu cậu Hai đi? Mợ Năm mà, tư quá phòng không có cho ai vô đâu. Không ăn cải luôn, ăn cơm không. Ăn cùng không cũng đâu đến nỗi thảm chứ. Không phải đâu Mợ Năm à, em nghĩ tới cậu Hai càng thảm hơn thôi. Luôn có một hộp cơm cậu Hai cũng chưa được ăn nữa. Nhưng mà cậu cũng đâu cần khóc thảm như vậy chứ, ghê quá đi. Mợ không biết thôi Mợ Năm. Ở tư quá phòng đó không có cơm ăn, không có người lo, hơn nữa còn không có mền đắp, khổ hơn là ở tù nữa đó. Mọi người tiếp tế cho ổng là được rồi. Không có cho tiếp tế đâu. Giờ pháp đã quy định, nếu nhà dám đi tiếp tế á, sẽ bị phạt đánh 30 rồi, còn bị phạt quỳ tổ tiên nữa. Sao cực thương khổm vậy hả? Thiên địa anh hùng khí, thiên thu thượng lẫm nhiên. Nè Phương Đức, bộ điên rồi sao? Làm gì lớn tiếng dữ vậy? Nè, cô chạy tới đây làm gì? Không, Sơ Nhất nói ông rất thê thảm nên tới đây coi thử thôi. Sao bà cố lại nhẫn tâm như vậy chứ? Chỉ có một đứa cháu mà cũng đành lòng bắt ông tới đây chịu đói chịu lạnh như vậy nữa. Nè, ông nói thật cho tôi biết đi, có phải ông giả bộ tội nghiệp để được thương hại không? Cô đúng là chứng đạo tận đấy, không bao giờ đếm xỉa tới cô. Học xong kiếm pháp, tôi sẽ bay lên. Bị điên thiệt rồi hả trời? Cô Hai à, lão già kia chúng ta về gấp, không biết có chuyện gì không ha? Tôi đoán ra rồi, chắc là lâu ngày lão già nhớ cô muốn gặp cô á. Về nhà thì biết liền chứ gì. Sao cô có vẻ không có tinh thần vậy? Cô có tâm sự hả? Mặt của con giống có tâm sự lắm sao? Cũng hơi á. Nhỏ nhất là con mà lương nhất cũng là con. Kêu ra bến tàu lấy cá khác, lại ham chơi chỉ mang nửa thùng cá về. Cũng mai Quốc Hưng tới bến tàu khác lấy thêm cá, chứ nếu không hôm nay đừng hòng có cá bán. Hai con cười cái gì? Ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh đó hả? Con đó làm cá làm đến nỗi bể mật, chừng nào mới giỏi giang được. Còn con nữa, con thì không có gì xấu, chỉ là hơi lú lẫn, suốt ngày thối lộn tiền cho người ta, thối tiền dư cho người ta, đủ cho ta mở thêm hàng cá khác đó. Từ đây con sẽ cẩn thận hơn sư phụ.
tất cả các con có thể được một nửa vì quốc hương thì hay rồi. Thử hỏi ta làm sao yên tâm giao lại hàng cá cho các con chứ. Cha, cha đi đâu vậy cha? À, Thúy Hoa về rồi hả? Tối nay ở lại ăn cơm rồi về. Dạ. Hoa, đem con cá về nấu cơm đi. À, lão gia, lão gia. Mình đi cha. Thúy Hoa. Dạ. Lâu rồi cha con mình không cùng ngồi nói chuyện với nhau. Ừ, dạ phải đó. Lần gần nhất là 10 năm trước. Lần trước sau khi cha nói chuyện với con thì đi Quảng Châu. Cũng là nói xong rồi đi à? Dạ phải. Thúy Hoa, con ở nhà họ Phương có quen không? Họ đối xử con thế nào? Quen, quen vô cùng. Giường cao nệm ấm, lại có người hầu hạ, sung sướng vô cùng. Còn người của họ Phương thì cũng dễ tiếp cận. Hàng ngày tụi con cười nói vui vẻ lắm. Có sao? Cha chỉ tin con một nửa thôi. Con đã lớn rồi, chắc chắn cũng có ngày cha phải xa con. Con phải học cách tự chăm sóc bản thân. Cha, cha nói chuyện giống như đi rồi không quay lại vậy. Ăn nói lung tung. Cha và đại sư huynh của con lên kinh có chút chuyện phải làm. Ừ. Không biết chừng nào mới quay trở về. Có điều cha lo con lại gây họa cho nên nhắc nhở con vậy thôi. Cha, cha yên tâm đi. Con của cha thông minh lanh lợi. Người ta đối xử con thế nào thì con đối xử là như vậy thôi. Có gì đâu. Được như vậy thì tốt rồi. Tuy Phương Đức là chồng trên danh nghĩa của con, nhưng mà con người này rất đáng tin cậy. Lỡ như cha có chuyện gì đó, con phải tìm cô ta giúp đỡ nha. Dạ được, con biết rồi. À, Thúy Hoa, không có gì chứ. Sao đột nhiên hôm nay con nghe lời cha vậy? Cha, cha không có gì chứ. Càng lúc cha càng khó hầu hạ nha. Con nghe lời cha thì cha nói con có chuyện gì đó, con cãi lời cha, cha cũng nói như vậy. Con nên thân như vậy, cha đi cũng có thể yên tâm hơn. Cha, sao hôm nay cha nói chuyện có vẻ kỳ lạ quá vậy? Vậy sao? Làm gì có. Chẳng phải con nói là mai hại cho cha sao? Dạ phải. Ở trong phòng á. À, con đi lấy nha. Ờ, à, được, được. Cha. Ơi. Cha ăn đậu phộng không thích ăn giỏ. Con đã bóc giỏ cho cha rồi đó. Lại chỉ có một chiếc thôi sao? Dạ phải, chiếc kia chưa may xong. Nhưng mà con cam đoan, lúc cha đi kinh thành về, con nhất định may xong cho cha, có chịu không? Không cần, không cần đâu, đưa đây. Chỉ có một chiếc thôi, sao mà mang chứ. Đưa đây đi. Nè. Cho dù con may xong, cha cũng không đành lòng mang đâu. Chẳng qua cha muốn cất giữ nó ở bên mình thôi. Cha, hôm nay cha không có giống như mọi ngày nha. Ăn cơm đi. Ăn cơm kìa. Ăn cơm, sư phụ, sư muội ăn cơm. Qua, sau này con bốc thêm đậu phộng cho cha ăn nha. Dạ được, con sẽ bốc sẵn một bao lớn để cha đi kinh thành về ăn. Nè, cha. Phương Đức. Nè Phương Đức, ông ra đây đi. Nè, có phải ông chịu không nổi chết luôn ở trỏng rồi không? Phương Đức. Nè, họ Phương kia, có phải ông nhỏ mọn như vậy không? Tôi không có nhỏ mọn, chẳng qua tôi không muốn nhìn thấy cô thôi. Gặp phụ nữ các người không có gì hay hết. Không phải lần nào gặp cũng xui xẻo đâu. Nè, ông ở lại đây để làm gì vậy? Tôi ở trong này đọc sách. Khư ngã hy giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu, loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu, trường phong vạn lý tống thu nhạn. Nè 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 nè, không phải là tống thu nhạn mà là dịch ướp muối mới đúng, với lại sườn vô tích nữa. Cha ông coi, còn có bánh bao nóng hổi nữa nè, với lại một tỉnh rượu qua điêu nữa ha. Chỉ cần nhìn từ xa đủ chảy nước dãi rồi, đúng không? Không biết ăn vô có mùi vị sao ha. Cuối cùng cũng chịu ra rồi hả? Mi Thúy Hoa, cô có dụng ý gì đây? Cô biết rõ là bây giờ tôi vừa đói vừa lạnh, cô còn tới đây nói xu nữa.
Chính vì tôi biết ông vừa đói vừa lạnh cho nên mới đem đồ ăn cho ông nè. Cô có biết cô làm như vậy là vi phạm gia quy không? Có phải bà cố phạt cô chép gia quy chưa đủ, cô muốn bị đánh thêm vài trăm roi nữa không? Cô mới hạ dạ không? Mau đem đồ đi đi. Ha, ông làm vậy tức là sao chứ? Bộ tôi không biết phạm gia quy sao? Tôi biết rõ là phạm gia quy mà cũng mang đồ đến cho ông ăn. Chẳng những ông không đón nhận mà còn chửi người ta một trận nữa, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Phải phải phải, tội cho tôi cực khổ nấu đồ ăn, tôi đi bộ lên đây bộ không biết mệt sao chứ? Tại sao cô lại tốt với tôi vậy? Xin lỗi nha. Cái gì cái gì? Cô nói cái gì? Xin lỗi, tôi không nghe lầm chứ. Cô xin lỗi đó đâu phải do cô nói. Hả? Hả? À, thì ghét thiệt đó, hãy có cơ hội thì nói móc người ta, không ăn thì thôi. Ê, để khoan đã. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Có điều là như vậy, tôi phải coi thức ăn có ngon hay không cái đã. Nè, sao cô tốt với tôi vậy? Lương tâm cắn rứt à? Con người của ông sao thích chăm chọc người ta quá vậy? Mau ăn đi. Tôi cũng phải châm chọc cô, chẳng qua tôi nói sự thật thôi. Nhưng mà nói gì thì nói, cô cũng là một cô gái tốt rồi. Đáng tiếc là con người của cô lỗ mãn quá, nóng nảy quá, cho nên cứ gây tai họa hoài. Nhưng mà cô rất may mắn. Cô may mắn là ở bên cạnh cô luôn có bạn bè giúp đỡ cô. Khi cô gặp tai họa thì họ sẽ bảo vệ cho cô. Nhưng mà cô phải nhớ dường mai không phải lúc nào cũng có. Rồi có lần cô thật sự gây tai họa tày trời thì hối hận cũng không kịp. Ông nói chuyện nói giống hệt với cha tôi gì. Nhưng ông nói nghe không hay bằng cha tôi. Sao cũng được, những gì ông nói nghe cũng có lý lắm đó. Nè, món này gọi là gì vậy? Đậu que chua xào đậu hũ khô, là món dân dã của quê tôi đó. Tôi nghĩ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ông ăn đâu. Đậu que chua xào đậu hũ khô. Đúng là ngon lắm. Ông đói bụng thì có. Không phải, đích thực là rất ngon. Ha, thật không ngờ tư quá nhai cũ nát này lại tệ đến như vậy đó. Cẩn thận đi, có nhiều chuyện cô không ngờ lắm. Bởi vì con người của cô không biết động đảo mà. Nè 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 nè, ông lại nói nữa. Không nói. Không nói thì coi như ông biết khôn đó. Nếu không ngày mai khỏi có đồ ăn luôn. Tôi muốn ăn đồ que chua đó nha. Bữa nay còn chưa ăn xong, đã tính tới bữa sau rồi. Ngon thiệt chứ bộ, nói chuyện với cô cũng vui lắm. Thôi được, ông nói thêm vài món nữa đi, để tôi coi có biết làm không. Sư phụ, lần này đi Bắc Kinh, thầy định đối phó Trần Trường Lão thế nào đây? Tổng đại chủ bị ám sát, có thể nói là quần long vô thủ, rất dễ bị kẻ thù nắm giữ cơ hội. Việc làm trước mắt là phải ổn định lòng quân. Còn chuyện hung thủ có phải là Trần Trưởng Lão hay không, tạm thời chưa có chứng cứ, không thể tùy tiện suy đoán. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Nhưng có một điều có thể khẳng định là trong số chúng ta có nội gián. Nếu nội gián đúng là Trần Trưởng Lão, vậy thì lần này chúng ta lên Bắc Kinh khác nào thì giống mồi vào miệng cọp. Đúng vậy, lần này lên kinh nguy hiểm vô cùng, nhất định phải hành động cẩn thận. Cẩn thận cũng vô ích. Thực tế là các người không thể lên kinh, khôn hồn thì khoanh tay chịu trói đi. Thì phải coi ngươi có bản lĩnh đó hay không. Còn muốn chống cự sao? Đúng là mơ tưởng viễn vông. Cẩn thận. Sư phụ, mau dìu sư huynh và thiếu lâm tự chữa trị đi. Dạ. Mùi gì vậy? Thì đó, sao có nhiều khói quá vậy? Ấy da, bay ra từ phòng một con bắn cá đó đó. Đúng rồi, cô đang làm gì vậy ta? Không lẽ cháy nhà sao? Trời cứu chứ, cháy nhà. Để nó chết cháy luôn đi.
Không phải. Nè, đã nói mặc kệ nó rồi mà. Ủa, đừng có cản mà. Tôi phải đi quạt thêm lửa. Thôi, tôi đi nữa. Mở ba, cô Thi. Bà muốn chết sao? Bà làm gì ở đây vậy? Khói bay mù mịt hả? Thì đó. Tôi đang làm thức ăn ở đây thôi. Làm cái gì chứ? Nè, đây là món đặc sản của quê tôi đó. Hai người ăn không? Tao hổ thối nè. Trời ơi, bà bị bệnh hay sao vậy? Làm những thứ này ở đây có giận quá hay không? Cô Thi à, vú nuôi này tuy không có ăn học, đương nhiên là không có văn hóa, nhưng mà gia quy của nhà họ Phương thì tôi biết rõ lắm. Hình như không có điều nào cấm người ta nấu ăn ở trong vườn đâu. Tôi sống dưới quê đã quen rồi. Nếu hai người không thích thì tôi đành phải đi nói với bà cô. Không hơi đâu, đếm xỉa bà. Đây là tàu hủ thúi gì vậy? Làm tôi bị dính đầy mình. Tôi phải về phòng thay đồ thôi. Ôi, tôi cũng vậy. Vú, vú, đi rồi hả? Đi rồi, đi rồi. Lợi hại. Còn bị tôi chửi một trận nữa. Lợi hại lắm. Thơm không vú? Vú à, nói xong bữa nay thì không cần phải nấu nữa. Ngày mai ông mãn hạn ra ngoài rồi, cực thân vú ha. Thật ra thì cô hai, ngày nào cô cũng trốn trong này nấu thức ăn cho cậu ta gì cái gì chứ. Còn phải giả bộ đủ thứ à, không cho người của họ Phương biết nữa. Nè, cô đừng nói cho tôi biết là cô đã có tình cảm với ổng ấy nha. Vú à, vú có biết vú đang nói gì không? Nó chơi thôi. Hà hà, lấy cái gối để đây, lát nữa cho cậu hai quỳ. Dạ. Hả? Bị giam 10 ngày rồi, ăn hết rất nhiều lương khô, còn phải quỳ nữa. Thì đó. Con nhiều chuyện, con lẻo mép. Đừng nói nữa. Bà cố Xuân Đào, qua bên này. Qua đây đi. Dạ. Trong 3 tháng tới, Xuân Đào sẽ không giúp con nữa. Có nghĩa là... À, còn nữa, tất cả buổi họp mặt của nhà họ Phương con đều bị phạt đứng. Hả? Vậy lúc ăn cơm có cần đứng không? Ta chưa nói xong. Ngoài trừ ăn cơm. Ờ, vậy cũng đỡ. Nghe rõ chưa? Dạ rõ, con đứng một bên. Trời, tôi bị bắn đứt quá. Nè, nè, đứng rồi. Nè, dì bỏ đây. Nè, bệt quán nha. Trời ơi, cẩn thận đó, cẩn thận. Trời ơi. Nè, 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 dì cậu hai qua bên kia quỳ đi. Lấy ghế cho cậu hai ngồi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, thôi. Nhanh lên đi. Trời ơi, cậu hai cẩn thận nha. Trời ơi, tội nghiệp quá. Nè, nè. Trời ơi, anh Đức, sao mắt cũng mở không lên vậy? Đức à, con có biết lần này á, con đã làm cho cố tức giận lắm mới phạt con không? Con biết lỗi rồi. Anh biết rồi. Bỏ đi, bỏ đi. Đúng ra bà còn muốn phạt nữa. Bây giờ giữ hành vi thôi. Hay quá, đỡ rồi, đỡ rồi. Nè, từ nay hằng ngày con đi đâu, gặp những ai, làm những chuyện gì đều phải về báo cho bà biết ha. Nhớ rồi, nhớ rồi. Con biết rồi bà cố. Con biết lỗi rồi. Trời thương. Cảm ơn bà cố tha thứ. Ơi, mau đưa nó về phòng đi, nhanh lên. Không cần. Cẩn thận. Không cần. Không cần đâu, sơ nhất bạch quản gia dù con về phòng được rồi. Cẩn thận nha cậu hai, cẩn thận nha. Bạch đó. Không cần giả bộ nữa, không cần giả bộ nữa, không có ai. Sơ nhất, dì có hai về phòng trước đi. Tôi kêu nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Dạ. Cậu hai, về phòng đi. Nè. Hả? Bị tôi đoán trúng rồi nha. Mở nắm. Cô đoán trúng cái gì? Đóng kịch để được người ta thương hại. Không ngờ ông cũng xảo quyệt quá. Tôi đóng kịch để được thương hại cũng là nhờ cô ban cho. Còn nữa, từ nay cô liệu thân mình đi. Tự liệu thân đi nha. Xảo quyệt. Mở nắm. Phải đó, được gọi thì mau gọi đi. Thêm một thời gian nữa mở nắm của chúng ta bị bà cố đuổi đi bây giờ đó. Các người có muốn kêu cũng không được kêu đâu. Kêu đi, kêu đi. Dạ mở nắm. Hoàng lắm. Để tôi chỉ các người một chuyện nha. Có những người thuộc về hàng cá thì trước sau cũng thuộc về hàng cá. Còn nữa nha, còn bắn cá kèm theo cái đầu cá nữa đó. Hôm nay bắn cá chứ vậy. Bắn hết rồi. Coi nó kìa, nói vậy cũng không giận nữa là sao? Không sao. Kiếm chỗ đánh mặt trận. Đúng mặt rồi. Cậu hai, cẩn thận, ngồi xuống đi. Cậu hai à, cậu có thấy chỗ nào đặc biệt đau hơn không? Toàn thân đau ê ẩm. Dạ được. Cậu hai, 10 ngày qua thiệt cực thân cậu quá. Uống chén gì cá trước đi. Được,
Chưa nếm mùi đau khổ cũng không biết thì đã gì cá như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, lần này bà cố phạt cậu hai thật sự quá nặng đó nghe. Bà cố không nên phạt cậu nặng thế như vậy, đúng không? Cậu biết cái gì chứ, đây là gia quy mà. Bạch quản gia, chú Bình ở nhà bếp có biết làm một món gọi là đậu que chua xào đậu hũ khô, có biết làm không? Ê trời ơi, món thấp hèn như vậy nhà bếp làm sao biết làm chứ. Dạ, ngày mai tôi kêu họ làm. Chị hai, chị vẽ chậm quá à. Chị vẽ đẹp mà, ai vẽ lung tung giống như em chứ. Mỹ Ngọc, Hiếu Ngọc. Mỹ Ê, cậu hai, ở trong phòng kìa. Mỹ Ngọc, Hiếu. Hai con trốn trong phòng làm cái gì vậy, mau ra đây đi. Cha. Ngoan ngoan, ngoan. Không gặp cha mấy ngày, có phải nhớ cha lắm không? Bởi cha không có ở nhà hả? Cha ra ngoài buôn bán sao? Bộ hai con không biết sao? À, không sao, không sao. Vậy, có nhớ cha không? Không có. Hả? Ê, trời, câu hai, bức bình phong đã bị vẽ dơ hết rồi. Bức bình phong mà cung thân dân tặng cho tôi. Cha ơi, xin cha đừng trách được con. Sao cha lại trách các con được chứ? Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Thực ra chẳng những cha không trách các con mà còn thưởng cho các con nữa. Không hiểu tại sao à? Nói cho hai con nghe, con coi các con có năng khiếu vẽ tranh lắm, tiện tay vẽ vài nét Mà đã có phong thái của một danh gia rồi, phải không? Anh quản gia. Dạ. Nhìn kỹ có phải, có phải có bút pháp vẽ tranh của Bác Đại Sơn Nhân không? Hả? Bác Đại Sơn Nhân vẽ, vẽ. Để cha chơi với các con. Làm gì sợ cha vậy? Bạch quản gia. Có tiểu nhân. Lập tức chuẩn bị văn phòng tứ bửu cho tôi. Dạ. Có câu nếu muốn tốt đẹp thì phải rèn luyện nhuần nhuyễn. Nếu muốn cầm bút bay lượn, trước tiên là phải có ngòi bút sắc bén. Còn coi các con đi, con vẽ hình này, cầm bút thiếu lực, lực không đạt thì đương nhiên thế không mạnh. Nếu muốn vẽ tranh sơn thủy thì phải nói tới một kỹ thuật khác. Các con có hiểu ý cha muốn nói không? Không hiểu. Không hiểu cũng không sao, để cha từ từ nói cho các con nghe. Nè, có câu... Cha ơi, tụi con phải về phòng học bài. Học bài chán lắm đó, hay là ở lại vẽ với cha đi. Cha ơi, học bài là quan trọng nhất mà cha thường nói đó. Phải đó, chiên có công lười vô bổ mà. Tụi con rất muốn về phòng để học bài. Tụi con đi nha. Nè, cha chưa nói xong mà. Nè. Ê, tại sao chúng luôn không thích chơi với tôi vậy? Cậu hai, cậu từ từ đi ha. Cũng định phải từ từ thôi. Lúc nào cũng không biết chơi với trẻ con.